Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới xã hội. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi đã cập nhật và tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những thông tin xoay quanh cái chết bí ẩn của ông Lê Hải An. Ông Lê Hải An đã bị bắt cóc vào đêm ngày 16 tháng 10. Thêm một vài chi tiết không câu trả lời là vào đêm ngày 16 tháng 10, tài xế đưa đón ông An từ phi trường về nhà. Nhưng vợ ông cho biết là vào đêm ngày 16 tháng 10, ông An chưa từng bước chân vào nhà. Bà suy đoán là chồng bà có thể là đã ngủ lại tại văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo để chờ ngày mai có phiên họp. Như vậy là vào đêm ngày 16 tháng 10 năm 2019, khi tài xế đưa đón ông Lê Hải An từ phi trường nội bài và đưa thẳng về nhà nghỉ thì mất tích ngay trong đêm này. Kịch bản là đã có nhóm người phục kích nhà ông An, chờ đó khi tài xế đi thì họ ra tay. Hai cán bộ cùng bị ám sát trong một đêm. Một chi tiết khác khá thú vị trong đêm là cũng vào đêm ngày 16 tháng 10 năm 2019, một nhân vật khác cũng bị mất tích là ông Nguyễn Minh Khoa, Phó phòng Công an PA03 tỉnh Sơn La, nguyên Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn. Thiếu tá Công an Nguyễn Minh Khoa là nhân chứng quan trọng trong việc tố giác các quan chức trong các đường dây chạy điểm tại Sơn La. Trở lại với câu chuyện Phó trưởng Giáo dục và Đào tạo. Theo như nhận xét của tin mới xã hội, thì ông đã bị một nhóm quân đội công an phối hợp ám sát. Thực tế là ám sát ông An liên quan đến đường dây chạy chức tại Sơn La, Hà Giang và Hòa Bình. Thế lực đen này ngày càng lớn và có thể có những người quen thuộc trong nhóm 13 cán bộ bị ông An ký kỷ luật nhưng sau đó đã được ông Nhạ cứu bao gồm danh sách các quan chức bị xem kỷ luật là bao gồm thứ nhất là ông Mai Văn Trinh cùng trực Cục Quản lý Chất lượng, thứ hai là ông soái Công Hồng phó cục trưởng cục quản lý chất lượng thứ ba là ông nguyễn duy khoa trưởng phòng quản lý thi cục quản lý chất lượng thứ tư là ông hà xuân thành phó giám đốc trung tâm phụ trách trung tâm khảo thí quốc gia cục quản lý chất lượng thứ năm là ông nguyễn sơn hải cục trưởng cục công nghệ thông tin thứ sáu là ông nguyễn huy bằng tránh thành tra thứ bảy là ông tống duy hiến phó tránh thành tra thứ tám là ông trịnh minh trường Phó trưởng phòng thanh tra chuyên ngành. Thứ 9 là ông Lê Văn Vương, Phó trưởng phòng thanh tra hành chính. Thứ 10 là bà Thẩm Thị Minh Hằng, thanh tra viên. 11 là ông Nguyễn Ngọc Chính, thanh tra viên. 12 là bà Lê Thị Kim Dung, vụ trưởng vụ pháp chế. Và cuối cùng, 13 là ông Vũ Đình Chuẩn, vụ trưởng vụ giáo dục trung học. Theo thông tin của Facebooker người đưa tin, thì hiện giờ vợ của ông Lê Hải An đang rất hoang mang lo sợ bà muốn xin xác và trôn chồng của bà chứ không thiêu hủy tuy nhiên bà đã bị một thế lực lớn ép là phải nhằm che giấu xét nghiệm độc lập như chuyện gia đình đề cập tới bác sĩ nhờ nước ngoài khám nghiệm tử thi và đề nghị gia đình bị công an bác bỏ cái xác bị thiêu hủy của ông an hiện đang được canh giữ cẩn mật tại nhà tăng lễ bộ quốc phòng số 5 trần thánh tông bạch đằng hai bà trưng hà nội và ngay cả người nhà cũng không được vào xem xét. Lê Hải An và những cái chết bí ẩn Cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An được cho là rơi từ tầng 8 xuống đất. Một lần nữa nhắc nhớ cho dư luận về những cái chết trước đây về các quan chức cao cấp như Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang, Trần Bắc Hà mà đến giờ vẫn được coi là những cái chết bí ẩn. Vào hôm ngày 17 tháng 10 năm 2019, truyền thông trong nước và cộng đồng đồng loạt đưa tin Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An đã tử vong ngay khi ngã từ tầng 8 của tòa nhà mang địa chỉ là 35 đường Đại Cổ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau đó, thông cáo báo chí phát đi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận Thứ trưởng Lê Hải An từ trần do tai nạn vào lúc 7 giờ 10 phút sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019. Theo đúng thủ tục, thi thể của ông An đã được cho là đưa đi xét nghiệm khám nghiệm tử thi về các cơ quan làm rõ điều rõ ông nguyên nhân cái chết nhưng vẫn chưa có kết quả chính xác và chuẩn mực về việc khám nghiệm tử thi và cũng trong buổi chiều ngày hôm đó thì xác của ông Lê Hải An lập tức bị đem đi thiêu hủy. Rất nhiều câu hỏi đã đặt ra xung quanh cái chết của vị thứ trưởng 48 tuổi này khi mới cách đây 2 tháng, ông đã ký một văn bản kỷ luật hàng loạt các quan chức do vi phạm quy chế thi cử. Qua sự việc này, nhiều người nhớ lại buổi trưa định mệnh ngày 18 tháng 7 năm 2019, trước khi báo chí trong nước đồng loạt đưa tin ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chết trong thời gian bị tạm giam vào buổi sáng cùng ngày. Những thông tin sau đó khiến cho người dân lạc vào mớ hỗn độn. Không biết là ông Trần Bắc Hà đã chết trong trại giam hay là chết khi đang trên đường đi cấp cứu. Và rồi những hy vọng đó đã vội dập tắt khi mà cánh truyền thông bị bắt buộc là phải im lặng, không thông tin chi tiết gì về cái chết của ông Trần Bắc Hà nữa. Và những gì xảy ra như chúng tôi đã vừa nêu ở bên trên, nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng nhận định rằng chính quyền đã nói dối. Từ trước đến nay, hàng loạt cái chết ẩn khuất, bất minh và bị nghi ngờ là rất nhiều dư luận cái chết như Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đặc biệt là ông Nguyễn Bá Thành, trưởng ban nội chính trung ương, cái chết này ở yên bái hay là vụ trần đại quang và cho tới bây giờ là trường hợp của ông lê hải an tôi đặt ra rất nhiều nghi vấn nhưng có một điều mà tôi thấy đó là khi bắt đầu xảy ra những cái chết đó thì các cơ quan chính quyền lập tức nói dối nói dối liên tục nhưng lại không có hệ thống mạnh cơ quan nào thì cơ quan đó nói dối và đá nhau lung tung Ông Phạm Trí Dũng dẫn trường hợp mới đây nhất là ông Lê Hải An. Vào buổi sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019, khi mà xảy ra cái chết của ông Lê Hải An, Bộ Giáo dục và và đào tạo đã vội vã công bố rằng là một vụ tai nạn dù không có nhân chứng, vật chứng cũng không có. Không có camera ghi hình, không có cả hình ảnh nào. Ông kết luận dối trá là phản ứng nhanh và rõ là nó đã trở thành các phản xạ có điều kiện ăn sâu vào các não trạng của các cơ quan của lãnh đạo cộng sản và chỉ có rút ra được một triết lý thế này là đối với các cơ quan chức năng của các cơ quan đảng cộng sản sự dối trá kéo dài từ sự sống cho đến lúc chết quay ngược lại cái chết của chủ tịch nước trần đại quang xảy ra vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 khi ủy ban bảo vệ sức khỏe trung ương loan tin rằng ông trần đại quang mắc mắc một loạt virus hiếm và độc trên thế giới chưa có thuốc chữa. Cái chết của ông Trần Đại Quang không khiến người dân ngạc nhiên bởi vô số lời đồn đoán rằng ông đã bị vô hiệu hóa và bị đầu độc theo kiểu Nguyễn Bá Thành trước đây. Liên tục được các Facebooker cập nhật phân tích hàng ngày qua các trang mạng xã hội, trong khi báo chí chính thống thì lại im lặng. Cái chết của ông Nguyễn Bá Thành được báo chí loan tin là chết vào ngày 13 tháng 2 năm 2015 cũng gây ra rất nhiều các nghi vấn về sự giấu giếm bệnh tình của ông Thành. Nhà nước chỉ chính thức loan tin trên các mạng trang mạng xã hội và ngập tràn các tin tức hình ảnh của ông Nguyễn Bá Thành trong bệnh viện ở nước ngoài. Xa hơn nữa là cái chết bất ngờ của ông Phạm Quý Ngọ. Vào tối ngày 18 tháng 2 năm 2014, chỉ sau một ngày khi chính phủ công bố quyết định về chuyện tạm đình chỉ nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Công an do liên quan đến vụ án làm lộ bí mật của nhà nước, Điều đã nói lúc bấy giờ là các nhà báo như Phong đã loan tin trên mạng vào lúc 19 giờ 59 phút tối ngày 18 tháng 2 năm 2014 rằng ông Ngọ đã chết vào lúc 21 giờ 20 phút cùng ngày. Có nghĩa là ông Phong biết trước được giờ mất của ông Ngọ ít nhất là 1 tiếng 22 phút. Trở lại với cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An, theo thông tin từ báo chí trong nước vào sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019, cái ngày mà ông An chết. Ông sẽ phải cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại trụ sở của Bộ. Chuyên gia giáo dục Trần Đức Cảnh, thành viên Hội đồng Quốc gia về Giáo dục và Phát triển nguồn nhất lực năm 2016 đến năm 2021, viết trên Facebook cá nhân sau cái chết của ông An rằng Chúng tôi làm việc với nhau tuy không lâu, nhưng biết An là một người có năng lực nhiệt huyết trong việc cải tổ giáo dục đại học một mất mắt lớn cho tương lai ngành giáo dục. Ông Võ Văn Tạo nhận định cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An là không bình thường. Ông An được cho là một trong những người tài, một nhà giáo có năng lực, đặc biệt là có tư tưởng giáo dục tiến bộ hơn khả năng làm việc Bộ trưởng Giáo dục. Thay thế ông Bộ trưởng hiện nay là ông Phùng xuân Ngạ vào năm 2021. Và thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi đồng hành và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến quý vị và các bạn. Chúng tôi xin cảm ơn, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.